Xin chào các bạn, trên tay mình đây là những cái máy Xiaomi Redmi Note 11 đang chờ thầy mới sửa chữa tại di động cao cấp.vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm trên Xiaomi Redmi Note 11, cần một địa chỉ thay mới khắc phục các lỗi sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm trên Xiaomi Redmi Note 11, vậy các bạn vui lòng liên hệ 0911 582 123. Di động cao cấp.vn hiện có tất cả các linh kiện trên Xiaomi Redmi Note 11, phụ quá trình thay thế, sửa chữa bị các bạn khi cần. Để tư vấn rõ hơn, cụ thể hơn về dịch vụ sửa chữa Xiaomi Redmi Note 11, quý các bạn vui lòng liên hệ 0911 582 123. Kỹ thuật viên từ Di động cao cấp.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết với các bạn. Khách hàng ở xa không điều kiện đến với Di động cao cấp.vn, quý các bạn có thể dùng dịch vụ ship code COD. Chúng tôi sẽ ship các linh kiện phụ quá trình sửa chữa Xiaomi Redmi Note 11 đến tận địa chỉ bị các bạn yêu cầu. Quý vị các bạn nhận được, quý vị các bạn mới về thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị và bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn.